Rồi ok, và xin chào mọi người quay trở lại với channel của Review Game. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến anh em một cái con game MOBA mới. Mới ở đây không phải là mới ra mắt mà mình mới làm em ạ. Đợt xưa thì mình có làm hai cái video về cái tựa game này rồi. Cái đợt đấy là cái đợt mà cái con game này mới ra mắt. Chính vì thế là cái giao diện đồ họa của nó với lại cái cách chơi nó khá là đơn giản, chưa có gì gọi là nổi bật cả. Thì hôm nay mình đã quay trở lại với cái tựa game Legend of A, tựa game MOBA. Nó đã được hoàn thiện khá là ngon rồi anh em ạ. Và đặc biệt hơn nữa là nó đã hỗ trợ chúng ta tiếng Việt, chơi cực kỳ hay và đã luôn. Lúc đầu khi mà chúng ta tải cái tựa game này ở trên set play ấy, thì nó sẽ mặc định để tiếng Anh nhá. Sau đó thì anh em có thể là vào phần cài đặt để mà chỉnh lại cái phần tiếng Việt, nó sẽ out ra. Sau đó thì nó sẽ reset lại game và chúng ta sẽ có tiếng Việt để mà chơi. Ở cái giao diện của cái tựa game này thì nó cũng giống như các cái tựa game MOBA khác thôi. Giao diện map 5v5, nó cũng không có gì ở lạ cả. Đợt trước thì nó, cái giao diện map của nó thì nó chỉ là tầm gần thôi. Và bây giờ chúng ta có thể là chỉnh ra tầm xa rồi nhá. Và bật cái FPS 60. Ping hiện tại nó chỉ có 60-65 thôi. Không có gì quá là giật nát cả. Ping hiện tại quá là ngon rồi. Đợt xưa nó toàn 300-400 cơ, 500 cơ, đỏ hỏn cơ. Nhưng bây giờ đã xanh mướt mượt anh em nhá. Khi mà tải về, cài đặt data các thứ thì nó sẽ có một cái dung lượng khoảng tầm 1GB 03. 1GB 03, một cái dung lượng khá là nhẹ. Hiện tại với một cái con game MOBA nó cũng ra mắt khá lâu rồi. Đặc biệt hơn nữa là cái con game này nó lại khác bọt so với các cái tựa game MOBA có trên thị trường hiện tại. Đó chính là chúng ta không phải là mua đồ, mua đạc, không phải là mua giáp gai, không phải là mua các thứ đồ, mà bây giờ là chúng ta sẽ mua bằng thẻ. Đấy, các cái trang bị chúng ta thì sẽ được đặt là thẻ. Các cái thẻ của chúng ta thì nó sẽ có cái thông số. Đấy, nó có cái thông số em ạ. Nó cũng giống kiểu trang bị thôi nhưng mà nó lại là thẻ. Thẻ với trang bị khác nhau hoàn toàn. Đợt xưa thì nó khác bọt hoàn toàn luôn. Nó khác bọt hoàn toàn so với các cái tựa game MOBA khác. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó đã update mới và nó gọi là cũng giống giống với các cái tựa game MOBA có hiện tại rồi. Chỉ là cái thẻ của nó thì vẫn giữ nguyên thôi. Mình cảm thấy là cái hiện tại cái bản này nó không đẹp, đồ họa nó không đẹp được bằng so với cái bản gốc đầu. Cái bản gốc đầu tuy là đơn sơ nhưng mà đồ họa khá là đẹp. Con game này chúng ta có thể là tải được ở trên set play rồi nhá. Cả iOS thì chúng ta đều tải được. Hồi xưa thì chúng ta phải fake IP để mà tải. Và hiện tại thì bây giờ chúng ta có thể là tải ngon lành ở trên set play. Không cần phải fake IP, không cần phải tải ở bất cứ những cái app ứng dụng nào khác bên Trung Quốc cả. Các cái class nhân vật của chúng ta gồm xạ thủ, sát thủ, đấu sĩ, tanker thì đều có nhá. Nó được phân chia ra đầy đủ. Các cái trang phục của tướng, các cái tướng khá là hấp dẫn và mới lạ. Nó là ngôn ngữ tiếng Việt nên chúng ta có thể là dễ dàng chơi, dễ dàng tiếp cận. Chứ tiếng Anh và tiếng Trung nó cũng hơi sốt ruột anh em ạ. Tiếng Việt thì nó sẽ ngon lành hơn. Hiện tại các cái tựa game MOBA có ở trên thị trường mình biết có tiếng Việt đó chính là Bang Bang này, Liên Quân này và một số những cái tựa game MOBA khác nhưng mà không nổi cho lắm. Nổi nhất đó chính là chỉ có hai tựa game Bang Bang và Liên Quân. Mình thì cứ nghĩ là cái tựa game này thì nó sẽ tìm trận khá là lâu nhưng mà không ngờ vào tìm trận cái là 1 hay 2 giây sau là có trận đấu luôn. Chứ không phải là chúng ta vẫn chờ lâu la ra. Nó tìm trận rất là nhanh. Tại vì thực sự là cái con game này nó không nổi cho lắm. Truyền thông các thứ VR của nó rất là ít. Chính vì thế là mình cứ nghĩ thì con game này hiện tại thì nó rất là ít người chơi. Để mà tải và trải nghiệm cái tựa game này thì anh em chỉ cần lên ứng dụng chợ ứng dụng Set Play hoặc là iTunes của iOS. Tìm cho mình cái tựa game đó chính là Legend of S. Là chúng ta sẽ tìm thấy cái con game này. Nếu mà anh em không tìm ra thì có thể là click dưới mô tả video mình để cái link tải cái tựa game này ở cả trên iOS cũng như là trên Android cho anh em. Phải APK thì ở trên TapTap có rồi, ở trên APK Core có rồi. Tải về và trải nghiệm thôi. Tựa game này thì nó sẽ cho chúng ta đăng nhập bằng cái tài khoản Facebook nhá. Cái tiếng Việt ở đây không phải là cái tiếng Việt mà từ Translate Google dịch ra mà nó là tiếng Việt chuẩn luôn. Không có cái lỗi ngôn ngữ nào cả.
Rồi ok, đó là toàn bộ những cái thông tin chia sẻ, review và trải nghiệm cho anh em cái con game Legend of A, tựa game MOBA, có cái lối chơi cũng như là cách chơi nó khá là thú vị. Anh em xem video thì đừng quên để lại cho mình một cái nút like, cái nút đăng ký kênh và ấn cái chuông thông báo để mà không bỏ lỡ bất cứ những cái video mới nhất nào từ kênh Review Game. Ok, và bây giờ thì anh em hãy cùng mình xem hết toàn bộ cái gameplay của cái clip này để mà cho anh em cái nhìn toàn cảnh nhất về cái tựa game MOBA khá là hay này, để em có thể là xác định chơi cái tựa game này lâu dài hay không. Rất là cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn lại anh em vào các clip tiếp theo. The sandstorm, I fought it, though I wanted everything to do with what you give to me. Loosening my grip has pulled you into me. When I let you go, oh, it just pulled you closer. Oh, it's a long departure.
emotions ever torn so deep, falling down through the clouds on.